nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần thì Vân Spa thì có khách hàng một tuần ngày cuối tuần thì là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Hôm nay cuối tuần rồi, chúng ta hết dịch rồi, chúng ta thoải mái, chúng ta đi chơi những nơi nào mà chúng ta muốn, trừ khi chúng ta thế giới nó còn hạn chế thôi. Hôm nay mình nhờ một vị khách hàng bên mình, bạn đến từ Long An, năm nay bạn 18 tuổi, năm cộng đại học năm nhất. Thì quá trình mụn của bạn là mụn ở cổ thị thì trước khi đến với Hiền Vân Spa thì tình trạng của bạn rất là nặng. Bây giờ mình mời các bạn cùng thực hiện thời gian của bạn trước khi đến với Hiền Vân Spa các bạn nhé. Da của khách hàng bên mình đã bị mụn 3 năm rồi. Tức là khi bạn bắt đầu vào được cấp 3 là cổ thị thì bạn bị mụn. Bạn bị mụn toàn mặt và hai bên má luôn. Thì quá trình điều trị mụn của bạn đầu tiên bị mụn ít, mụn viêm, mụn bọc. Sau đó là do bạn lấy tự điều trị ở nhà, bạn hoa thuốc, bạn có sử dụng loại thuốc nó bong chóc, nó lộc tẩy rồi. Ngoài ra thì bạn cũng có uống thuốc, bạn đi một số nơi bạn điều trị nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì khi bạn lên thành phố trong thời gian nghỉ dịch thì bạn được dì dẫn biết đến Hiền Vân Spa qua YouTube và dì đã dẫn bạn ấy tới Hiền Vân Spa để điều trị. Đây là tình trạng bệnh lý của khách hàng bên mình trước khi điều trị tại Hiền Vân Spa. Thì trước khi điều trị tại Hiền Vân Spa thì toàn bộ da mặt bạn đã bị sẹo thâm và thâm hết toàn bộ vùng mặt rồi. Ngoài ra khách hàng còn bị những cái phần mụn nang. Ngoài ra khách hàng còn bị những cái hình mụn nang này, các bạn thấy này, toàn bộ cái da khách hàng đã hình thành những cái thâm sẹo và những cái mụn nang rất là lớn, ăn hết phần sẹo lõm của khách hàng xuống rồi. Thì bây giờ các bạn thấy là cái hình ảnh thực tế của khách hàng bây giờ, các bạn thấy là liệu trình da của khách hàng thay đổi rất là nhiều rồi. Thứ nhất là mụn của bạn đã khỏi được 90-80% rồi. Cái thứ hai là thâm đã giảm được 40%, mặc dù bạn chưa sử dụng liệu trình thiên kim siêu vi điểm. Và sau khi bạn điều trị từ 2 đến 3 lần nữa, chúng ta bắt đầu vào liệu trình thiên kim siêu vi điểm để điều trị chuyên sâu về sẹo thâm, phục hồi da khỏe, xe khít lỗ chân lông. Thì cái quá trình bạn điều trị tại Hiền Vân sau 3 lần là bạn sử dụng, thứ nhất là mình lấy nhân mụn, sau đó mình chạy dưỡng chất để phục hồi da. Ngoài ra bạn còn sử dụng phương pháp E-line trong việc điều trị những mụn viêm và làm tăng sinh tế bào mới để đẩy những phần sẹo lõm. Ngoài ra về nhà bạn còn sử dụng thuốc, hoa và sản phẩm dưỡng đặc trị ở nhà. Và bạn có đắp mặt nạ tinh bột nghệ. Những sản phẩm này là bạn sử dụng mỗi ngày. Bây giờ mình mời các bạn cùng tham khảo bên má bên tay phải. Các bạn thấy là má bên tay phải bệnh lý cũng giống như má ở bên tay trái. Thì toàn bộ má của bạn cũng bị những sẹo thâm và những mụn nang rồi. Ngoài ra còn có một ảnh mụn viêm. Thì các bạn thấy kết quả cũng rất là tuyệt vời. Mụn đã giảm được 80%, thâm của bạn đã giảm được 40%. Sau điều trị 2 đến 3 lần nữa, bạn sẽ sử dụng liệu trình phi kim siêu vi điểm chuyên sâu. Bây giờ mình mời các bạn cùng nghe cảm nhận của khách hàng bên mình về cái quá trình điều trị tại Hiền Vân Spa nhé. Em ơi, em có thể giới thiệu với mình một chút để cho các bạn được biết không? Sau những lần điều trị ở spa thì em cảm thấy là mụn nó sẽ giảm rất nhiều. Em rất hài lòng về spa. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì trong cái quá trình mà điều trị, em thấy da mình nó khỏe lên mỗi ngày hay là có bị yếu hay là da có bị bong chóc gì không? Sau những lần điều trị em thấy da em khỏe hẳn lên và không bị bong chóc. Khi em về nhà thì dì là người dẫn tới, thì dì có thấy hài lòng về kết quả của em không? Dì cảm thấy rất vui mừng khi tình trạng mụn nó giảm rõ rệt. Cảm ơn em rất là nhiều. Em sẽ sớm lấy lại một làn da đẹp em nhé. Các bạn thưa quý khách hàng, hiện tại là liệu trình của bạn còn 2 đến 3 lần nữa là đến liệu trình phi kim. Thế hôm trước bên mình có nói là da mặt của bạn bị mụn rất là nặng, và sau quá trình thì bạn đang là sinh viên, cho nên là Hiền Vân thì nhờ quỹ của Tấm Lòng Vàng là bạn bè trên khắp thế giới
có quyên góp ủng hộ cho bạn một lần liệu trình phi kim siêu uy điểm. Thì hôm nay thì Hiền Vân Spa thay mặt bạn được cảm ơn đến tất cả mọi người trong nhóm Tấm Lòng Vàng đã hỗ trợ bạn trong lần phi kim siêu uy điểm sắp tới. Thì sau khi bạn phi kim sau 2-3 tuần nữa thì bên mình sẽ review với kết quả sau một lần liệu trình phi kim nó hiệu quả như thế nào các bạn nhé. Thường sau một lần liệu trình phi kim siêu uy điểm, đối với những trường hợp thâm nó sẽ giảm đến 80-90%, còn đối với sẹo thâm nó sẽ đầy cho bạn khoảng 40-50% sau một lần. Thì các bạn có thể đến và trải nghiệm cái liệu trình đó bên Hiền Vân Spa. Thì hiện tại chương trình tháng 5 thì Hiền Vân đang có chương trình giảm giá 30% về liệu trình phi kim siêu uy điểm. Liệu trình phi kim siêu uy điểm ngoài điều trị về sẹo thâm, điều trị về thâm, nó còn làm thu nhỏ lỗ chân lông, làm cho da khỏe hơn. Và đặc biệt là những làn da yếu, da mỏng đã dài sử dụng thuốc liệu thuốc bắc rồi thì chúng ta nên tham khảo liệu trình đó. Tất cả các liệu trình Hiền Vân đều cam kết là hiệu quả sau một lần điều trị, là các bạn có thể đến và cảm nhận. Các bạn nào muốn điều trị về mụn hay là muốn tư vấn về sẹo thâm hoặc là sẹo nâu nong thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào trang Hiền Vân Spa, hoặc các bạn gọi số hotline là 0903 887049 để các bạn tư vấn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.